ngày xưa thì trong nhân gian có nói là khi mà ông trời tạo ra con người thì sẽ không có thời gian để tạo ra nhiều mây mưa, vì thế là đã sai rồng xuống để có thể là tạo ra là mưa cho nhân gian, nhưng mà không có đủ, vì thế là mới tạo ra được một cái cuộc thi tuyển, cái loại động vật ở dưới nước đó, để vượt qua ba cái cuộc thi tuyển gọi là vượt sóng, để ai sẽ có những cái năng lực đó sẽ được lựa chọn thành rồng ha. Thì sau ba cái cuộc thi tuyển thì duy nhất chỉ có một cái loại đó là cá chép nha các bạn, cá chép bạc ngọc. Thì đây là một cái loại cá quý hiếm thì mới có thể là vượt qua được những cái cuộc thi tuyển đó và cuối cùng là đã hóa thành rồng. Thì đây mang cái ý nghĩa gì? Tức là sự là cố gắng, nỗ lực cũng giống như là kiên trì và cố gắng của cá chép đã khiến cho cá chép thành công. Thì nếu mà các bạn trưng bày cái vật phẩm phong thủy này trong nhà hoặc là biếu tặng thì ngụ ý là mình sẽ muốn là giống như là mọi cái chuyện chuyển biến đó, giống như trong công việc của mình nó sẽ thành công.